Rec. 1, 2, 3. Ok, chào các bạn. Và hôm nay mình là Camon. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm về plan hình trip. Ok. Plan hình theo kiểu minimal. Thì plan hình để làm gì? Thì plan hình để các bạn có thể đối với mình thì đó là một tác phẩm, gọi là như một cái thành phẩm rồi đó. Nhưng mà khi mà chụp hình thì sẽ có nhiều thứ trong một bức hình mà mình không muốn người ta phải chú tâm tới nó, mà mình phải chú tâm vào cái hình mà mình mong muốn. Thì cái công đoạn mà plan hình á rất là quan trọng, nó giống như chiếm hết khoảng 50% của cái giá trị của bức ảnh của các bạn, và nó sẽ làm tôn vinh rõ rệt hơn, giống như mình tinh chỉnh lại cái hình ảnh của mình nhé. Ok, thì mình làm video này là video đầu tiên để có thể chia sẻ nhiều hơn ha. Mình sẽ chỉnh một tấm hình mà mình đã chụp để các bạn thấy nó như thế nào ha, và mình sẽ nói từng công đoạn tại sao phải chỉnh cái này, tại sao phải chỉnh này, thì nó rất là quan trọng và cũng chẳng có ai chỉ cho các bạn hết. Mình coi cái nhiều view clip thì cũng có chỉ sơ rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉnh theo cái cách mình đã từng chỉnh. Ok, các bạn xem video trên màn hình nhé, còn cái này chỉ là quay cái webcam thôi. Ok, điều đầu tiên là các bạn sẽ phải import tấm hình vào, import ở đây, rồi sau đó bạn qua bên cái library nè, nó sẽ vô library của bạn, rồi sau đó bạn phải vô develop là cái phần để các bạn thể chỉnh sửa được. Thì có hai thứ, có đây là cái giao diện nó như vậy, bên này là cái recent, cái reset. Ok, reset là cái những cái đã có sẵn á, các bạn chỉ cần áp vô thôi. Giờ tí thích màu này áp vào, thích màu này thì mình sẽ xài, thường mình sẽ xài Fuji Astier nguyên cái dàn này nè, từ 100 xuống tới ngay chỗ này thôi. Lâu lâu thì mình mới bay qua đây để color white balance nó lại, còn những cái này thì nó chỉ là mình sưu tập thôi. Lâu lâu thấy áp vô thấy nó cũng khua, mình xài thế thôi. Còn này là nguyên cái dàn của Resin Japan Wood, các bạn lên trên mạng các bạn search sẽ thấy ha. Ok, right. Này là màu phim, màu giả phim đó rồi ha, chạy ầm ầm luôn á. Và như vậy các bạn chỉ việc áp vào là xong. Việc đầu tiên các bạn làm đơn giản lắm, mình cho ẩn này đi, mình thích để bên đây để thấy toàn màn hình, nó thường là sẽ thấy toàn màn hình như vậy nè. Ok, thậm chí là đây luôn, đấy, đơn giản ha. Bây giờ chỉ còn cái calize bên đây thôi, có nghĩa những cái kênh nè, này highlight ha. Không biết các bạn biết highlight là gì không, nhưng mình từ từ mình chỉnh ha. Bây giờ đầu tiên đơn giản lắm, auto một cái tự rõ lên liền, các bạn thấy không? Từ hình mà thiếu sáng bắt đầu trở thành cái hình rõ, làm lại nha. Ok, điều đầu tiên đơn giản, các bạn bấm chữ auto là máy sẽ tự động làm cái chuyện của nó. Nó nói là chỗ nào thiếu thì nó làm lên. Trên đây là màu đỏ nên nó gọi là đỏ nó tăng cao nè. Mình thấy không thích, mình cũng giảm lại. Ok, fine. Đây là máy đã cân bằng rồi ha. Hiện đi từ trên xuống dưới thôi. Ok, right. Vậy. Rồi, màu các bạn thấy cái này là black, tăng độ đen nè. Cái gì mà đen á, đen nó sẽ tự tăng lên nè. Cái đà trong đây nó sẽ thấy tối lại luôn. Hoặc là bạn tăng giảm shadow đi. Đó. Trong đó tối thui luôn, những cái vùng shadow sẽ bị tối đi. Ok, bây giờ trong bức hình này có ba thứ, có hai thứ, có nhiều thứ chứ. Ok, thứ nhất là cái vùng này là mình thích nè, vùng này mình cũng thích luôn nè. Giờ đây nó có cái cây, ok, vùng này mình thích luôn, là có ba vùng, 1, 2, 3. Ok, mình sẽ làm rõ ba vùng này lên, và ở đây có vài thứ gọi là rác á, cho cái bức tường này nó có vấn đề ha. Ok, thì mình sẽ chỉnh bản này, nó hơi bị xéo rồi các bạn thấy không, cái hình nó bị xéo một xíu rồi. Ok,
theo phong cách của mình chỉnh á, thì đơn giản lắm. Mình reset lại nha. Thứ nhất là mình sẽ tăng chọt vô đây để lấy cân bằng trắng của hình này lại, để cái nét da của em bé này nè, các bạn coi màu cam á, nó sẽ có đều được hay không. Tăng thử lên cân bằng trắng để làm gì, để lấy lại màu đúng của cái hôm, tại vì cái màu này là cái màu của thằng máy nó xài, có nghĩa là đây các bạn nhìn reset lại nha. Của cái máy nó quyết định cái white balance, mình thường là để auto, sau đó mình sẽ kênh lại, các bạn thấy màu khác hơn một xíu rồi đó, không biết rồi nè, âm 3 cộng 9 rồi sau đó mình sẽ kéo về, đơn giản không, kéo nhẹ, mình thấy nó hơi bị nặng, mình kéo nhẹ lại, mình exposure là mình tăng độ sáng lên nè, tăng nhẹ này, các bạn hãy dùng phím nút lên nút lùi à, cho nó cân, thay mình kéo này nó mất chuột á, ok kéo về. Tăng độ này là tăng độ tương phản nè, tương phản nhiều quá sẽ gây tức mắt, và như vậy thì mình hạn chế xài cái này, là không phải là hạn chế mà về sau mình sẽ chỉnh ngược lại nữa. Mình chỉnh hết qua một lần, sau mình chỉnh ngược lại có bức hình ổn, mình bắt đầu chỉnh tiếp. Ok, mình muốn cái màu sắc cao lên thì có hai thanh này là thanh tăng màu kinh khủng, có như tất cả các màu, nhưng mà cái màu cam là dính nha, màu cam dính rất là nhiều, chỉ cần việc tăng nhẹ cái là lên. Còn này bên này là màu xanh dương sẽ tăng, tự tăng. Còn này màu cam màu da nè, thật ra nó vừa tăng màu mà màu cam màu da thì màu cam là tăng nhiều nhất, màu vàng tăng nhiều nhất. Còn này là tăng độ đen bức hình luôn, đen lắm, đen đã luôn đó. Dehaze, cái đọc đại đi tiếng Anh đi mẹ. Clarity là cái độ mà giống như sao ta, nó gắt nè, bạn kéo thấy nó rõ rất là nét, giống như sharpening vậy đó, nhưng mà mình không có xài sharpening, mình xài clarity rất là nhiều, tăng độ tương phản rất là cao. Ok, đây cho bạn tham khảo nhé. Còn này độ highlight nè, cái gì mà của ánh sáng đó. Cũng là sáng nhưng mà các bạn không phải, nó highlight thôi, những cái vùng mà cái vùng highlight nè, cái vùng mà được sáng nó sẽ sáng hơn, còn vùng tối thì nó không có sáng. Ok đấy, những cái vùng như là tối phút này là nó không sáng, shadow mới sáng lên của cái vùng đó. Ok, đơn giản ha. White là nó sẽ tương phản mọi thứ sáng lên, nguyên cái cần này kéo lên luôn. Black là như vậy, không biết các bạn hiểu không? Ok, nó hơi miên man nha, chỉnh tí hổng ra hình nè. Right, chỉnh xíu, right. Này nó xanh hơn nè. Thì tùy vào cái màn hình của các bạn đó nha, thì mình xài tới hai màn hình, do cái màn hình này nó có vấn đề gì mình kéo qua màn hình đây mình coi, mình kiểm tra rồi ok, xong rồi mình xuất lên trên mobile hoặc là trên tablet mình coi thì thấy ok là ok. Rồi thành một cái thói quen thì mình sẽ tự cân bằng bằng con mắt của mình, cân bằng mắt chứ không phải còn cân bằng màn hình. Có nghĩa là màn hình mình hiểu là cái nó sẽ bị ám vàng, còn màn hình này mình sẽ biết là bị ám xanh, còn màn hình điện thoại mình biết là đang ở chế độ thiếu màu thì con mắt của mình mới là cái vấn đề cuối cùng, là phải tự cân bằng con mắt với tất cả các thiết bị các bạn đang xài. Ok, bây giờ cái hình này mình sẽ chỉnh lại một xíu nha. Ok, các bạn xem nha, hỏi nhiều quá. Ok, đây cái màu phía dưới này là mình cảm giác nó đang rất là vàng, bây giờ mình sẽ kéo màu xanh lại, xanh lại một xíu. Cái vùng này là cái này là cái công cụ Radiated Filter M, các bạn thể bấm M, nó có chữ để M này. Đấy, sáng lên các bạn thấy vùng này sáng lên, mình thấy vùng này hơi tối. Ok, mình kéo lên thì nó có cái chữ nail này, nail là các bạn sẽ mặc định sẵn nha nó. Thường thì mình chỉ có tăng độ sáng thôi, sáng xíu thì chả làm gì hết. Ok, highlight không cần, nhưng mình sẽ tăng độ sáng của cái này, an bấm lên cái đường nào thì bắt đầu mình có thể chỉnh tay được. Ok, 11, 10, 20. Ok, right, và mình kéo tới đâu là sáng tới đó, bên nào thì vùng sáng đó bạn không lo ha, cái chuyện rất là dễ dàng ha. Thì mình thấy phía dưới, tại do ánh sáng từ đây xuống nè, bởi ánh sáng rất là nhiều,
mình sẽ chuyển đây, mà cảm giác như cái vùng phía dưới này nè, vùng phía dưới này nó đang rất là vàng, mình sẽ chuyển cho nó xa xanh xíu để cho nó đều cái màu ha. Ok rồi, trong cái vùng này nó sẽ bị ảnh hưởng nha các bạn. Ok đấy. Nhẹ nhàng ha. Ở dưới đây có một cái cây rất là nhỏ, bây giờ mình không biết xử lý như thế nào. Nhiều bạn sẽ nói là ok thôi thì tôi sẽ để nó như vậy, tôn trọng sự thật, tôn trọng cái điều đang có. Nhưng thật ra thì nó giống như cái việc các bạn trang điểm vậy đó, bức ảnh cái hình của các bạn đang là chân dung tự nhiên có cái mụn, nếu mình xóa cái mụn đó đi thì có làm mất đi tình cảm của thế giới hay không? Có chứ. Ví dụ như bạn làm, nếu bạn làm cho nó đẹp hơn thì mà người ta thích hơn thì có vấn đề gì đâu. Mà hơn bạn cứ phải để nó để người ta chướng mắt, hoặc người ta gây cái điều gì đó của bức hình của bạn làm cho người ta mất đi sự tích cực. Ok fine. Mình sẽ xóa nó bằng một cái công cụ đơn giản thôi. Đó chính là công cụ brush. Brush này hay lắm nha các bạn. Đây mình sẽ kéo nó size bự lên một xíu. Mình không ngại xóa những cái gọi là rác thừa đó nha. Nó sẽ lấy một cái vùng nào đó trên bức hình của bạn, đơn giản lắm. Bạn thấy mất rồi không? Ok mình kéo ngang rồi đó, mất. Ok, lời khuyên là dùng heo hoặc lon là do các bạn nha, làm sao cảm giác cho nó gọi là nó tự nhiên nhất, và đừng có xóa hết nguyên bức hình nha, cũng đừng có xóa hết luôn tất cả các chủ thể mà đang tác động vào nó. Ít nhất là bạn phải giữ lại cái gần nhất có thể nè các bạn, thấy không? Chỉ cần có cái cây mất đi thì cái chuyện nó đơn giản hơn, các bạn không cần phải chạy đi bứt cái cây đó đi làm gì đó. Ok fine. Tùy các bạn ha. Nếu được thì các bạn nên set luôn ngay tại cái công trình của các bạn đang chụp ảnh á, là perfect nhất. Tại vì mình khi cũng trên trip thì mình không thể nào có cái cơ hội mà làm cho bức ảnh nó trơn tru được. Ok đó là khái niệm ha. Các bạn thấy nó rõ hơn, mình thấy nè, đây có một cái nè, cái cọng này đơn giản thôi, giống như các bạn đang làm hình cho mấy cô dâu á. Trời ơi nó bị một lỗ. Ok xóa bớt lỗ đi, có đâu có sao đâu. Ok nhẹ nhàng tinh chỉnh lại cho nó đẹp hơn có thể. Còn nếu bạn nào thích á, giả tỷ như cái lỗ này ha, ok cho nó đen đi, nhìn nó rất là ok. Còn nếu thì thích thì bạn có thể để lại chẳng sao hết, vấn đề bức hình bạn vẫn vậy, vẫn chẳng có vấn đề gì hết. Ok fine. Còn nhiều bạn thích thì xóa luôn những cái rác, những cái rến. Còn nếu bạn không thích các bạn để lại. Ok đấy. Mình thấy bức hình nó hơi nặng á, mình cho nó nhẹ lại, kéo ánh sáng cho nó đều lại. Cậu bé này, cậu bé này cần phải nổi bật đó, nổi bật thì mình lấy clarity lên để cho bạn rõ hơn, cậu bé rõ hơn. Đi hai lại rồi cho lên một chiếu sáng. Ok bạn thấy rõ hơn xíu đúng không? Ok mình vẫn thấy cái vùng này nó vẫn bị tối mà nó bị thắm xanh. Ok mình sẽ kéo một cái gradient filter. Ok kéo nhẹ lại. Ok kéo shadow lên một xíu, mình cảm giác như nó bị ám á. Cái này do cái cảm giác của các bạn nữa chứ không phải đơn giản là các bạn nữa. Ok chỉnh quang thì sẽ thấy cái việc chỉnh hình của mình đó, hoặc là nhìn ánh sáng mình nó sẽ không bị rối. Mình có nhiêu đây nè, cái đó sau khi chỉnh hết những cái khu vực như vậy thì bắt đầu mình coi cái hình nó có vấn đề không. Mình sẽ thu nhỏ một xíu, các bạn có thể coi cái hay đây. Bạn coi trên đây sẽ có những cái vùng mà bị tối hoặc gì đó, nó nằm trên cái thumbnail. Các bạn không biết, nhiều lúc nhìn coi cái thumbnail thì các bạn sẽ thấy là cái rõ hơn của cái việc ở đây. Đấy. Có nhiều cái vùng nó nằm ngay khúc này, trong này chỉ có khi mình phóng to đây, vùng này nó hơi bị cam nè.
Ok, nhìn trên đây luôn nha, chứ không phải nhìn còn nhìn ở ở bức hình riêng nữa. Nhìn trên thumbnail này luôn đó, mình sẽ nhìn trên thumbnail này. Cái này nè, hơi 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 mía thôi, hơi mía nhưng mà thật. Ok, mình thấy highlight cao quá, mình đẩy nhẹ lại cho nó đều màu. Ok, fine. Thấy đều đều rồi đó, xanh xanh đều hết bên đây nè. Đó, anh thấy bên đây không? Ok, fine. Đây là video clip đầu tiên, nhiều lúc nó ngọng, nó nghẹo quá. Ôi, nhiều việc lắm các bạn, nhiều chuyện lắm. Thì các bạn thương mến, các bạn chia sẻ thôi ha. Ok, fine, nhẹ nhàng. Rồi, các bạn thấy bức hình bên đây nó đỡ hơn nè. Nó đỡ hơn lúc nãy á. Bên nãy hơi đây hơi cam, đây hơi xanh. Ok, bắt đầu mình nhìn vào bức hình chính. Ok, fine, dễ dàng ha. Ok, rồi. Và sau đây thì có cái điều hướng dẫn cho bạn nữa, có một cái là transform này nè, trong cái khanh thuật transform này, nó có một cái gọi là detox, gọi là làm cho bức hình trở lại direct nè, nó sẽ làm cho bức hình các bạn thẳng thoáng rồi. Ok, mình chỉ cần bấm việc bấm này thôi, auto hoặc là vô đây các bạn sẽ bấm cái đường line đây, một line. Một like nó chưa nhận đâu, lần hai đó nó nói với máy là tao muốn cho hai cái này cân nhau rồi, nó tự cân. Ok rồi, như vậy thì các bức hình của bạn đã gần như hoàn thành rồi, còn cái việc phía sau nữa thì ok dạng sao ta được chưa ta, hôm nay màu sắc hơi bị sáng sẽ chỉnh lại một xíu. Lên xíu coi cho rực hơn một xíu, tại mình muốn màu sắc nó color. Ok rồi, những cái vùng này nè, thường là khái niệm của các bạn là sẽ tương phản, không, khái niệm của mình lại ngược, mình chỉ gì nè, chỉ cần cái việc tương phản là cái việc sáng tối, chỉ cần cái việc sáng tối nó có mình xài cái này nè, rand đây, chỉnh như vùng sáng. Mình sẽ chỉnh cho cái vùng sáng các bạn nhìn. À, cái vùng nó sẽ chọn này, thấy không? Ok, cái này là cái chọn gradient filter, sau đó chọn grand map để chọn vào vùng sáng trắng, rồi nó sẽ chọn hết tất cả vùng trắng giống như trong trong Lightroom á, chọn vùng vậy đó. Ok thì bắt đầu mình sẽ chỉnh nè, các bạn thấy không đó, mình sẽ chỉnh chỉ cần sáng hơn một xíu thôi. Các bạn nhìn cái cần calibrate sáng một xíu là tự những cái phần này nó sẽ sáng. Bắt đầu mình đúp khe lên, mình quanh quanh đây, các bạn thấy nó tự sáng lên không? Đó. Thì sáng tối thì những cái vùng tối sẽ tối, bây giờ mình chỉnh thêm một cái phần của vùng tối nữa là xong. Ok, ở đây mình chỉ cần chỉnh cái vùng tối. Ok, mình kéo lại xuống một xíu thì coi như là lúc đó cái sáng nó sẽ nổi hơn so với cái chỉ việc là chỉnh sáng tối thôi các bạn. Up ra được một tuần rồi. Đơn giản nha. Ok, đứt để kệ lên, bạn thấy nó tối hù không? Đó, nó đen đi, đấy đen bớt hơn đi, và như vậy thì cái sáng tối nó sẽ rất là rõ ràng. Bạn thấy rõ ràng ha? Ok, fine. Vậy là mình cho một cái xíu, mình thấy cái màn hình chỉ cần việc kéo nhẹ cái calibrate này lên là ok. Rồi. Sau đó có những cái bạn các bạn thấy rất là rác, rất là nhiều đây nè. Rác rất là nhiều các bạn thấy không? Rác nhiều lắm. Và như vậy nếu các bạn thích thì các bạn có thể chỉnh sửa nó bằng cách là cho mất rác đi, để bức hình đừng có xóa luôn nguyên cái hình của người ta nha, đừng đông đưa ra, các bạn chỉ cần xóa rác thôi. Và các bạn khái niệm của bạn rác là thế nào thì mình không biết, nhưng mà rác của mình là những cái ảnh hưởng đến bức hình, nó làm cho bức hình không được đẹp. Còn các bạn thấy đẹp thì bạn cứ để ha. Ok, bye. Ok, đơn giản thôi. Nó tự chọn mình. Nó sẽ lấy một cái thứ gì đó của bức hình đó đắp vào. Ok. Right, fine. Và như vậy thì bức hình của bạn đã xong. Mình thấy nó hơi gắt, mình sẽ cho nó nhẹ lại. Nhẹ là một cái bấm contrast nhẹ lại, để người ta thể tiếp cận bức hình của bạn. Và bên phần bên này nè, nó sáng quá. Nó sáng quá thì mình sẽ kéo nó lại, mình kéo cái vùng sáng lại xíu.
Right. Để cho nó đều, hình nhìn nó nhẹ nhàng, không cần phải quá mạnh. Vì bức ảnh là mà mạnh ánh sáng sáng tối ha. Ok fine. Ok. Right. Hàng này bớt đi. Right. Ok, bắt đầu mình export hình ra. Sau khi hình xong rồi mình cứ việc export hình ra thôi. Đơn giản thôi à. Ở đây thì có rất nhiều cành calyze. Mình sẽ sắp lên một xíu để cho bạn thấy. Sắp lên một xíu. Kéo này lại bớt đi. Ok, kéo này các bạn. Đây cái vùng cầm sáng thôi. Right. Ok, mình vẫn thấy nó hơi. Ok, mình kéo cái highlight lại cho nó nhẹ lại. Right. Ok, xong. Bắt đầu mình sẽ cái logo nằm bên đây không? Mình đã làm một cái export rồi. Đây, để export sẽ chọn cái chế độ. Đây, chế độ mình chọn các bạn coi cái phía này. Không biết có các bạn cần coi về cái setup này không? Thì mình là setup là có logo nè. Mình làm logo watermark này. Hoặc là không có watermark. Thường mình sẽ làm watermark ha. Ok, cái này chắc bài sau mình sẽ nói về cái này ha. Không biết là cái video thì có hiệu quả với các bạn không. Nhưng mà nếu các bạn coi hiệu quả xong mình sẽ làm cái video sau về cái watermark này. Và mình chỉ cần xuất ra thôi. Ok. Xuất ra. No logo. Hai cái. Rồi. Bắt đầu mình bot file. Mình trở lại trên cái chỗ mình đã xuất hình ấy. Đây cái thư mục mình xuất hình nè. Thường là 3 tấm, tấm có logo và tấm không có logo. Đây các bạn xem. Đây hết. Đây. Đây. Đây nè. Right. Ok. Ok, hiện nó đang ở bên đây. Ok fine. Ok, hy vọng các bạn đã xem được cái bức hình này. Và cái quy trình để làm ra bức hình nhé. Ok, chào các bạn, để hẹn với các bạn vào cái video sau. Thì chỉ là mới cơ bản đi sơ để coi cái hiệu quả của cái góc nhìn hoặc là cái video mới như thế nào ha. Hẹn lại các bạn với sau nha. Ok, bye. Happy today with stay home with tích cực nhất nha. Ok, fine. Rồi, chào các bạn, bye bye. Hẹn gặp lại sang trên chương trình của Mon Lightroom kỹ hơn. Đây là cái video đầu tiên và hy vọng sẽ giúp ích cho nhiều bạn chơi hơn nha. Ok, chào các bạn, bye bye.